Dư luận cũng như giới kinh doanh xôn xao khi mì hào hào bị cơ quan an toàn thực phẩm Ireland ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm có chứa chất ethylene oxide, thuốc trừ sâu không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở EU. Mặc dù đã được bán cổ phần cho nhiều công ty nước ngoài, nhưng hiện tại thương hiệu mì nổi tiếng này vẫn còn một người Việt nắm giữ một số lượng cổ phần rất lớn, đó là ông Hoàng Cao Trí. Không chỉ sở hữu cổ phần giá trị lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ ở lĩnh vực mì ăn liền, ông Trùm Hoàng Cao Trí còn sở hữu hệ sinh thái thái Group, chuyên kinh doanh bất động sản. Từ kỹ sư cơ điện thành cổ đông lớn của đế chế mì gói. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa năm 1987, ông Hoàng Cao Trí sinh năm 1962, vốn là một kỹ sư cơ điện của Vifon. Khi Vifon liên kết với Asicook Nhật Bản, thành lập công ty liên doanh Vifon Asicook, ông Hoàng Cao Trí được bổ nhiệm thành thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc, bắt đầu tham gia vào hành trình gây dựng các thương hiệu sản phẩm mì ăn liền, trong đó có mì gói quốc dân hào hào. Sau sự kiện Vifon thoái vốn và Vifon Asicook lần lượt đổi tên thành Vina Asicook như hiện nay, ngoài cổ đông Nhật Bản, tính đến cuối năm 2020, ông Hoàng Cao Trí là cổ đông lớn, sở hữu lượng vốn lớn của mì hào hào. Tính đến năm 2020, Asicook Việt Nam có vốn điều lệ là 298 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhật Bản là Asicook Co. Ltd. đã nắm giữ 16,9 triệu cổ phần, giá trị 169 tỷ đồng, tương đương 56,64% cơ cấu sở hữu Vina Asicup còn có sự xuất hiện của một cổ đông Việt Nam là ông Hoàng Cao Trí, người nắm giữ 25,16% cổ phần. Là ông lớn trên thị trường mì Việt Nam, Vina Asicup kiếm hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm và tăng trưởng một cách bền vững. Với 25% cổ phần, tương ứng 7,5 triệu cổ phần, ông Hoàng Cao Trí dự kiến sẽ bỏ túi hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm. Vậy nên, không có gì lạ nếu như số tiền trong khối tài sản dòng của ông Trí lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ông chủ hệ sinh thái đa ngành, không chỉ là chuyên gia ở ngành hàng tiêu dùng ít ai biết, ông Hoàng Cao Trí còn phát triển mảng bất động sản với hệ sinh thái Blue Sea Group. Blue Sea Group được thành lập từ tháng 9 năm 2002, do ông Hoàng Cao Trí đảm nhiệm vị trí giám đốc, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, sinh năm 1966, vợ của ông Trí, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Blue Sea Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng, dân dụng, công nghiệp, logistics đầu tư kinh doanh nhà hàng, spa cao cấp, thiết kế, thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, quản lý vận hành khách sạn, resort. Ở thời điểm thành lập, quy mô vốn điều lệ của Blue Sea Group ở mức 400 tỷ đồng. Dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Cao Chí, Blue Sea Group phát triển được nhiều dự án tại Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Kiên Giang, nhân Trạch Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Một trong các dự án nổi bật của Blue Sea Group là khu du lịch nghỉ dưỡng Edenia Resort Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo giới thiệu, dự án có diện tích 40,44 ha, bao gồm hai khu chức năng là khu dịch vụ bên rừng 20 ha và khu dịch vụ trên biển 20 ha với hơn hàng trăm biệt thự, phòng khách sạn Bên cạnh đó, Blue sea Group đang theo đuổi dự án Lavender Village thuộc thung lũng tím Phú Quốc. Dự án này có tên thương mại là Violet Valley cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Trần làm chủ đầu tư, có quy mô 75 hecta. Vào tháng 5 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Vương quốc An Sinh do ông Hoàng Cao Trí đại diện và sở hữu 70% vốn đã mua lại 9,7% vốn tại Phú Trần, tương đương 48,5 tỷ đồng. Blue Sea Group còn có định hướng trở thành phát triển mảng Logistics. Tính đến cuối năm 2018, doanh nghiệp đã có 4 hệ thống kho nhà máy, kho đình vũ tại cảng Hải Phòng 12.000m2, kho tại khu công nghiệp Tân Phú Trung tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 30.000m2, nhà máy Tân Tấn Lộc tại khu công nghiệp Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh 7.000m2 và kho thiết lập tại khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có kế hoạch phát triển một kho tại Cần Thơ. Đến nay, hệ sinh thái Blue Sea Group có hàng loạt công ty do ông Hoàng Cao Trí đại diện và sở hữu vốn góp, hoạt động ở lĩnh vực bất động sản và một số lĩnh vực liên quan như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Thiên Nga Trắng, kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch. Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Hòn Đảo Hoàng Gia, hoạt động dịch vụ du lịch lưu trú ngắn ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Quang Hải, hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch lưu trú ngắn hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại bất động sản Hoàn Mỹ, hoạt động kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thép vàng.